Đến nay, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu năm học mới 2022-2023. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng cho học sinh trên địa bàn Đà Nẵng vẫn còn thấp. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế và các địa phương tăng tốc tiêm chủng cho học sinh các lứa tuổi. Đây là điểm tiêm chủng tại trường trung học cơ sở Tây Sơn, được quận Hải Châu thiết lập để phục vụ tiêm cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở cánh phía nam của quận. Ngay sau khi địa phương phát động, đông đảo phụ huynh đã đưa con em mình đến tiêm chủng phòng COVID-19 để chuẩn bị cho năm học mới. Chúng tôi tổ chức hai điểm tiêm. Điểm tiêm thứ nhất đó là tại trường Tây Sơn thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Điểm tiêm thứ hai là trường Nguyễn Huệ thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Hai điểm tiêm này sẽ đại diện cho hai phía Nam và phía Bắc để các phụ huynh đưa các cháu đến tiêm được thuận lợi. Giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân phường phối hợp với các trường trên địa bàn vận động đến từng hộ gia đình có các cháu học sinh trong độ tuổi để đến điểm tiêm theo như quy định. Từ đầu tháng 8, ngành giáo dục Đà Nẵng đã triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 trong trường học cho học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố. Trong đó, với các nhóm tuổi học sinh, thì mục tiêu của chiến dịch là phát đón 100% học sinh, học viên từ 12 cho đến dưới 18 tuổi và tối thiểu 70% học sinh từ 5 cho đến dưới 12 tuổi có đủ điều kiện được tiêm các mũi cơ bản phòng COVID-19. Các cô giáo trong nhà trường đã sử dụng những hình thức như là tuyên truyền hay những cái đưa ra những cái lợi ích về tiêm vaccine bằng hình thức như là đưa vào Zalo, vì cũng chưa gặp giáo phụ huynh mà, cho nên là gửi qua Zalo cũng như là điện thoại cho phụ huynh để mà phụ huynh có thể đưa cho con em đi đúng ngày giờ quy định của. Cho cháu đi tiêm đầy đủ để cho phòng ngừa ấy. Tại vì thấy cũng sợ giờ thấy cũng có biến chủng mới. Thì khi có thông báo của trường rồi là đưa cháu đi tiêm. Qua phát động chiến dịch cao điểm tiêm chủng phòng COVID-19 cho học sinh, thực tế những ngày gần đây cho thấy số lượng học sinh đến các điểm tiêm chủng đã tăng lên đáng kể. Với nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 toàn thành phố hiện đã tăng lên 42%, tỷ lệ mũi 2 cũng đã tăng lên 18,4%. Với nhóm học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi thì hiện 16,8% đã tiêm mũi nhắc lại.